Chào các bạn, mình là Thảo Chí Bát và mình đến từ diễn đàn Trái Tim Nhạc Hưng. Hôm nay thì mình đang ở Nồi Cháo Yêu Thương số 12 và đây là căn nồi cháo của chúng ta. Bây giờ thì cháo đã khá là ổn định rồi, ba nồi đã xong và ngoài trời, ngoài kia kìa, vẫn còn mưa. Thì mọi người đang đợi cho đỡ mưa một xíu rồi sẽ ra ngoài bệnh viện để phát cháo. Thảo làm trò gì? Ba tay cái rút rồi. Ai vậy? Sắc. Hello mọi người. Hello suốt từ đầu giờ. Tưởng Tuyết chết rồi, đang báo mọi người nay về đi đám ma. Tí nữa em được ăn xôi cả tháng không? Chị ơi, tí em được ăn xôi cả tháng. Thế á? Mày để ăn xôi gỗ em. Tên là Lưu Văn Tuyết. Tóc xanh tóc đỏ. Không, tóc đỏ nhưng tóc xanh rồi.